Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Bữa nay là ngày thứ hai, ngày 30 tháng 5 2022 nha anh em. Mình lại tiếp tục gói hàng. Bây giờ mình gói cái JD 500W khủng, hàng khủng. Thì cái 1000W mới khủng, còn cái 500W thì em cũng khủng nha. Gửi cho anh Hiếu. Anh Hiếu nhưng mà kỳ này là người nhận là Bùi Thị Mỹ Tiên ở 332 ấp Phú Đông 1, xã An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre. Báo cáo với anh em luôn là anh Hiếu á, chắc anh Hiếu là chồng chị Tiên quá. Anh Hiếu là hồi cái đèn mấy tháng á, là anh Hiếu có lấy cái đèn này rồi luôn nè, ngay cái đèn này luôn, cái đèn này luôn nè. Và anh Hiếu xài hôm nay nói chung là chắc cũng cảm thấy hài lòng, khá hài lòng. Bây giờ anh Hiếu quay lại và quyết định mua một cái nữa. Thì hồi đó giờ anh Hiếu không có mua đèn nhỏ, mua cái 500W đó, rồi bữa nay mua cái 500W này nữa. Cảm ơn anh Hiếu rất nhiều ha. Đầu tiên là cảm ơn anh Hiếu rất là nhiều đã tin tưởng vào đèn này, cũng như là tin tưởng vào số tiền mình bỏ ra. Giá đèn này hiện tại là 1,9 triệu, bao rẻ nhất thị trường luôn. JD 500W loại 1 nha anh em. Cái tấm pin này là tấm pin 70W nha, tấm pin 70W nha anh em. Bộ pin lưu trữ trong đây là bộ pin 60 mAh đây nè. Và ở đây nó có bao nhiêu led? 900 mấy chục. Cái 1000W là 1190, còn cái này là 900 mấy chục á. Mà mình quên 900 mấy chục luôn anh em. 900 mấy chục con á. Giờ tự nhiên làm biến lấy giấy quá. Thôi 900 mấy chục đi ha. Mình nhớ là 900 mấy mà giờ quên 900 mấy à. 908 mấy hay 906 gì đó, mình quên rồi. Nói chung là 900 mấy chục con. SMD 5730 nha. Một đống led luôn nha anh em. Đó, pin lưu trữ là 60 mAh, tấm pin là 70W. Thì dây sạc thì bự ghê anh em. Dây sạc bự. Video này mình nhằm quay để quảng cáo cho những anh em khác coi thôi. Chứ còn như anh Hiếu là anh đã mua một cái rồi. Thì anh đã rành rồi. Nói chung là cái này là đối với anh là anh rành rồi, tại anh xài mấy tháng nay. Đó, mình quay để nhiều anh em khác xem. Và mình báo giá với anh em là cái này 1,9 triệu. Phí ship tầm khoảng 100.000 hoặc là hơn 100.000. Tại vì nó nặng lắm, nó khủng, nó bự luôn. Khiếp luôn ha. Cho nên là phí ship nó phải mắc xíu. Thì bây giờ mình sẽ kéo cái thước của mình ra để mình đo kích thước cho anh em luôn ha. Này là đo cho anh em xem nha. Đó thì mình kéo cái thước ra rồi anh em, mình đo tấm pin nha. Bề ngang của tấm pin nè là 5 tấc mốt. Bề ngang 5 tấc mốt nha anh em. Ngang 5 tấc mốt ha. Chiều dài là 8 tấc 2 nha. 8 tấc 2 nha anh em. Đó, chiều dài của tấm pin là 8 tấc 2 nha. Đấy, ngang 5 tấc mốt, dài 8 tấc 2. Công suất là 70W. Rồi, tận cái đèn. Chiều dài của đèn là 5 tấc 2. Dài của đèn là 5 tấc 2 nha. 5 tấc 2. Đấy. Chiều ngang của đèn bự lắm nha anh em. Chiều ngang của đèn là 4 tấc 2. Ngang của đèn là 4 tấc 2 nha. Đấy. Hôm bữa mình đo bằng cái thước này nè, anh em có anh em xem video khen cái thước của mình quá ghê. Cái thước quá đẹp ha. Nói chung là đồ cổ mọi người. Lăn lộn ở chiến trường nóc nhà. Lắp quà lưới bán điện từ miền Đông, Sài Gòn xuống miền Tây tới mũi Cà Mau luôn nha anh em. Cái thước này nè. Cho nên là tàn phai nha, tàn phai 5 tháng. Đó. Anh em thợ làm nhiều khi mấy ảnh để ngoài mưa luôn, cho nên nó hơi bị ghê chút xíu. Nhưng mà dạng dày xương gió lắm rồi nha mọi người. Đó thì cái đèn này mình nhớ giá lại là 1,9 triệu. Phí ship luôn nữa chắc hơn 2 triệu xíu ha anh em. Anh Hiếu mua đèn thì anh Hiếu cũng đã rành cái vấn đề đó. Mình nhắc lại với anh em á, đèn này á là JD loại 1. Cho nên cái pin này, anh em thấy cái pin không? Cái tấm pin này. Bữa nay trời mưa nha anh em, cho nên là nó hơi bị đóng cái một tí về khối xương ở trên mặt pin, anh em thấy nó hơi mờ mờ. Mình lao ra cho anh em thấy ha. Đó. Tấm pin chất lượng cực kỳ. Nè, coi cái ấy nè. Coi cái khung nhôm nè. Cực kỳ luôn nha mọi người. Đó, còn cái đèn à. Cái đèn này mình không dám rinh luôn. Tại vì nó là nhôm nguyên khối, ngoài xương nó là nhôm nguyên khối ha. Nó bự chành bạnh luôn, nặng trịch luôn. Cái đèn này đóng xong là nặng 13-14 kg luôn. Chắc không tới 13-14 kg nhưng phải 12 kg. Nè. Cái lưng của nó anh em sơn tĩnh điện đẹp cực kỳ luôn nè ha. Thấy chưa? JD Zinian chữ nghĩa đầy đủ ha. Sơn tĩnh điện nha. Đó. Hàng chuẩn chỉ của Zinian mới khui thùng ra nha mọi người. Nè, hai cái thùng để nè. Đó là thùng của tấm pin đó, còn bên đây là cái thùng của đèn. Đây, thùng của đèn nằm đây nè anh em. Đấy. Mới khui ra luôn ha. Rồi giờ mình thử nha, test nha. Bấm auto chớp cái. Bấm on.
đèn sáng gọi là vật vã nha anh em. Xài thì cứ gọi là mê mẩn, yêu thích luôn nha. Đó. Quá ok không? Mình cảm thấy bắt cái đèn lên, mấy cái đèn nhà mình nó không có cái vé nào dự hết tơ anh em. Mấy cái đèn nhỏ nhỏ đằng kia không có vé dự. Rất là sáng luôn. Anh em mà treo cái này ở ngoài hành lang hay là treo phòng khách gì đó, khách tới nhà đảm bảo không ai mà có thể chơi được cái đèn này luôn đó, mọi người. Quá bự, quá chất, thấy không? Ở mặt trước rất sáng, giá rất là ok. Đèn chuẩn chỉ của Zinian loại 1 cứ gọi là an tâm nha. Đó. Thì thôi mình test đèn rồi đó. Bây giờ mình kết thúc video để gói đèn nha. Anh em nào mua những cái hàng này thì cứ liên hệ Zalo 076 687 4311 nha. Xin chào anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo ha.